Chào anh em nhé. Ôi, khủng khiếp quá. Không hiểu là đâm va ở đâu mà ghê này. Không còn gì để nói. Mới có phục hồi nổi không? Nát quá rồi. Cái này chắc là bị tàu đâm hoặc là cái gì đấy. Va chạm rất là khủng khiếp. Chắc là đi tốc độ cao hoặc là tí tàu đâm. Không thể hình dung được là nó bị như nào, nhưng mà không còn nhận ra là xe và cây cối mọc thì ôi giời ơi, sợ quá cơ, kinh khủng khiếp.